Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo lấy Phật giáo làm nền tảng, do Đức Tiên Tri Hình Phú Sổ thành lập vào năm 1939. Tôn giáo này có tên như thế vì được khai sáng tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Đốc ở Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Hai chữ Hòa Hảo cũng bao hàm ý nghĩa hòa hợp và tốt đẹp. Từ khi còn trẻ, Đức Hình Phú Sổ đã vào những ngọn núi thiên, Thất Sơn và Tà Lơn và tu học theo một vị thầy, người đã truyền dạy cho ngài kiến thức và khả năng chữa lành mọi bệnh tật. Không lâu sau đó, ngài đã đạt khai ngộ. Sau khi tu học từ vùng núi thiên trở về, Đức Hình Phú Sổ bắt đầu chữa bệnh cho mọi người bằng cách dùng thảo dược đơn giản, nước và thuật châm cứu. Ngài đã biên soạn 6 quyển kệ giảng và hàng trăm thi văn có giá trị siêu việt. Văn chương của ngài hàm súc và đơn giản dễ hiểu. Những mẫu chuyện giữa thầy và trò là một tập sách gồm những câu chuyện được sưu tầm bởi nhóm thanh niên Phật giáo Hòa Hảo, những thị giả của Minh Sư Huỳnh Phú Sổ, cũng như lời kể của những đệ tử Hòa Hảo đáng kính. Hôm nay, chúng tôi xin trình chiếu trích đoạn từ những mẫu chuyện giữa thầy và trò. Cấm thọ thực ba nhà, thuật theo lời ông Lê Văn Lưu, năm 1941. Ông Cao Bá Hấn là tín đồ thường gần gũi Đức Thầy với nhiệm vụ thơ ký. Một hôm, ông Hấn ngỏ ý hỏi Đức Thầy về vấn đề làm thế nào cho đúng với tư cách của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và nên giao tiếp với những hạng người nào trong xã hội. Lúc ấy, đến buổi dùng cơm, Đức Thầy nghiêm nghị nhìn ông Cao Bá Hấn phán dạy: "Tôi cấm ông không được dùng cơm ở ba nhà." Ông Hấn ngạc nhiên nói: "Bạch thầy, có biết bao nhiêu nhà trên đất này, thầy cấm có ba nhà thì làm sao con tránh?" Đức Thầy dạy: "Ông nhớ nghe, ba nhà là: một là nhà buôn bán súc vật, hai là nhà chuyên nuôi súc vật, ba là nhà làm nghề hạ bạc, chài, câu, lưới bắt tôm cá." Thời gian ít lâu sau, ông Cao Bá Hấn ghé thăm nhà một người bạn làm nghề đóng đáy, nghĩa là giăng lưới chận cá, dùng lại để bắt ở sông hay rạch. Ở mải mê trò chuyện khá lâu, đến buổi dùng cơm, gia đình dọn mâm lên mời ông dùng bữa. Ông Hấn chợt nhớ lại lời thầy dạy. Ông Hấn liền từ chối không dùng bữa. Chủ nhà ngạc nhiên hỏi: "Từ trước đến giờ, mỗi lần anh ghé thăm, không bao giờ từ chối dùng cơm. Hôm nay có điều gì phiền muộn hay tôi có làm lỗi gì chăng mà anh từ chối dùng bữa với chúng tôi vậy?" Ông Hấn xua tay đáp: "Không không, không có việc chi buồn phiền, mà gia đình anh cũng không có gì làm tôi phật ý cả. Chẳng qua tôi giữ theo lời thầy dặn đó thôi." "Thầy dặn thế nào?" Ông chủ nhà hỏi. Ông Cao Bá Hấn đáp: "Thầy cấm tôi không được ăn cơm ở ba nhà. Một, nhà buôn bán súc vật. Hai, là nhà nuôi súc vật. Ba, là nhà làm nghề hạ bạc mà nhà anh lại làm." Chủ nhà nghe nói ngắt lời: "Anh là tín đồ thầy, tôi cũng là tín đồ thầy. Nếu thầy đã cấm như vậy thì tôi cũng phải chịu bỏ chứ. Thôi, anh dùng với tôi bữa cơm này, tôi hứa với anh sẽ không làm nghề này nữa." Ông Hấn nghĩ, biết đâu thầy dạy mình để hóa độ bạn này. Nghĩ xong, ông liền nhận lời dùng cơm với gia đình, người bạn và ông thầm khấn nguyện Đức Thầy chứng giám cho việc làm của mình. Thật thế, sau bữa cơm hôm đó, chủ nhà liền đem lưới đục ra, lưới ong bầm to bầm nhỏ, đục ong chặt bỏ ráo trơn. Xong ông xoay qua nói với ông Cao Bá Hấn: "Thầy đã cấm mình không làm, mà mình để cho người khác làm, thì mình cũng có phần tội lớn." Tùy bệnh cho thuốc, thuật theo lời của ông Đặng Thành Tụ. Cuối năm 1939, trong số các anh em đồng đạo thường tới tổ đình Hòa Hảo để nghe Đức Thầy thuyết pháp, có ông Đặng Thành Tụ, người ở quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Một sáng hôm nọ, ông Tụ thấy có một đồng đạo ở xa đến viếng Đức Thầy. Bắt đầu câu chuyện, Đức Thầy hỏi thăm về tình hình địa phương và giảng dạy một ít lời đạo lý. Sau hết, ngài khuyên đồng đạo ấy: "Ông muốn tu hành, phải bớt làm ăn một chút chứ. Công việc đa đoan quá, làm sao tu được?" Thế rồi, trưa lại cũng có người khác đến viếng,
vừa giáp mặt chào hỏi thì Đức Thầy vỗ vai người ấy bảo: Ông muốn tu hành phải lo làm ăn chứ, nếu không làm ăn lấy gì bảo vệ đời sống, và đâu có dư tiền của để bố thí giúp đời. Ông Tụ thấy một ngày mà Đức Thầy dạy hai vị đồng đạo với hai ý khác nhau, ông suy nghĩ chắc có duyên cớ nào đây. Ông bèn gặp hai vị đồng đạo ấy, cười chuyện hỏi thăm, thì vị đồng đạo mà Đức Thầy khuyên bớt làm ăn lại một chút thì được ông đó cho biết: Ở nhà tôi làm ruộng không giờ nghỉ, có khi làm tới tối, bỏ cả giờ lễ bái. Vì tôi nghĩ mình lo làm ăn cho có tiền thật nhiều, rồi sẽ ở không ăn mà tu. Nay được lệnh Đức Thầy kêu nên mới bỏ công việc làm ăn đến đây. Còn người được Đức Thầy khuyên tu hành cần phải lo làm ăn thì nói với ông Tụ rằng: Từ ngày tôi xem kinh giảng và quy y với Đức Thầy thì tôi liền bán cả bò, ruộng, chỉ ở không mà lo tu thôi. Vì tôi nghĩ đời sắp tới một bên, cứ lo làm ăn hoài rồi tu sao kịp. Và nếu còn lo làm ăn, còn bận rộn tâm trí mãi, làm sao an tâm được mà tu. Nghe hai vị đồng đạo kể rõ hoàn cảnh của mỗi người thì ông Tụ mới hiểu ra Đức Thầy tùy theo cơ duyên của mỗi tín đồ mà giáo hóa. Thành lòng nước lã nên hồ. Chuyện này chúng tôi ghi lại theo lời thuật của anh Huỳnh Ăn Góp, cháu đích tôn của cụ Huỳnh Ngọc Kha. Ông Huỳnh Ngọc Kha là bác sĩ tốt nghiệp tại Pháp, đồng thời cũng là đông y sĩ. Vào thuở đó, ông Kha được 40 tuổi. Ông có kiến thức rất uyên bác về ngôn ngữ. Ngoài 7 ngôn ngữ của khối Âu và Mỹ Châu, ông còn nói thông thạo 17 thổ ngữ của khối Đông Dương. Năm 1945, Đức Thầy có đến giảng đạo tại làng Khánh Bình, ở gần làng ông Sáu đang ngụ. Thời gian đó, ông Kha có dịp tiếp xúc với 5 nhà sư đến từ Miên Quốc. 5 vị sư này trình bày với ông là họ đi tìm Phật, đã ra đời tại đất nước Âu Lạc, Việt Nam. Nay họ đến để nghe Ngài giảng đạo. Ông Sáu biết rõ ràng như vậy mà ông không cùng đi với các vị sư kia đến để nghe Đức Thầy giảng đạo, nguyên cũng bởi sự dè dặt của những người trí thức. Tuy không đến tận nơi, nhưng khi ở tại nhà, ông Kha cho lập bàn hương án ngoài trời, bông hoa, nhang đèn và ba chung nước lã để cầu nguyện. Ông có phát đại nguyện là: Nếu Đức Thầy quả thật là Phật, xin cho tôi uống ba chung nước lã này mà giải được ghiền á phiền của tôi, thì tôi nguyện thân tứ đại này cúng dường cho Phật. Quả nhiên, qua ngày hôm sau, cơn ghiền nó không còn đến với ông Sáu nữa. Mà chuyện hết sức đặc biệt là hễ khi nào ngửi mùi á phiền là ông Kha buồn nôn ói mửa. Bởi vậy, ông tức tốc cho dẹp bàn đèn. Thuở đó, ông có mâm đèn hút á phiền tại nhà. Lúc đó, ông Kha đã sẵn sàng đến để thọ giáo quy y với Đức Thầy. Tuy vậy, chứ ông cũng còn vướng mắc vào cái ngã của những người trí thức. Ông định tâm là khi gặp Đức Thầy, ông sẽ dùng ngoại ngữ để tiếp chuyện với Ngài. Từ nhà ông đến Hòa Hảo cũng phải mất trên 65 cây số. Ông thắp tùng vào đoàn người đến quy y, càng lúc càng đông, phải xếp hàng dài để chờ, cho nên đến buổi chiều, ông Kha mới tiến được gần Đức Thầy. Ông Kha đã chuẩn bị không biết bao nhiêu câu nói trước khi tiếp xúc cùng Ngài. Nhưng khi sắp được đến gần, từ xa Đức Thầy nhìn ngay ông và gọi: Ông Kha, ông đã đại nguyện quy y với Phật rồi, nay sao còn đến quy y nữa? Mặc dù chỉ lần đầu tiên tiếp xúc ông Sáu, mà Ngài biết rõ ông Sáu đã âm thầm lập bàn hương án, phát nguyện quy y. Quá xúc động, ông Kha đứng chết trân tại chỗ. Tiếng Việt ông còn chưa nói được nên lời, hà huống chi là tiếng ngoại quốc. Cả khi ông quỳ xuống cúi lạy Đức Thầy, ông cũng còn ngẩn ngơ. Mãi khi Thầy đến cầm tay ông nâng lên, ông mới sực mình như vừa thoát qua cơn mộng. Quý khán giả an bình, xin cảm kích sự đồng hành thân ái của quý vị hôm nay. Trên lời Thánh Khải,